ai bị lừa tiền qua mạng và các hình thức khác nhau muốn lấy lại số tiền đã mất thì follow nhắn tin cho mình. Không nên tin tưởng vào những cái trường hợp như vậy nha mọi người. Khi mà mình bị mất tiền hoặc là mình bị lừa đảo mọi người ơi, mọi người đi ra công an báo liền. Cho dù là công an không giải quyết hoặc là khó giải quyết hoặc là có chậm giải quyết thì mọi người cứ báo công an và người ta sẽ tổng hợp rất là nhiều trường hợp, rất là nhiều người bị lừa đảo để gom lại và để xử lý những cái trường hợp mà mình bị lừa đảo. Và mọi người ơi, Ngọc nói thiệt, phòng bệnh hơn chữa bệnh, mình cảnh báo cho mọi người khác biết để không có bị lừa đảo chứ đừng là nạn nhân. Khi mà mình đã bị mất tiền rồi mọi người ơi, cái tỷ lệ lừa đảo mà cái tỷ lệ mà mình lấy lại được tiền á là 0% luôn, không thể nào lấy lại được luôn. Trừ khi mà những cái trường hợp mà lừa đảo mà bị công an nắm gáy rồi cũng phải đi ra giải quyết từng từng cái người lừa lừa như thế nào rồi mới lúc đó mới có thể hoàn tiền được. Nhưng mọi người ở cái trường hợp mà khó lắm, không thể nào. Và có rất nhiều người nè mọi người, Ngọc không tin tưởng những cái trường hợp như vậy nè, vào cái kênh TikTok của Ngọc, vào cái phần bình luận là ai mà bị lừa đảo á thì nhắn tin cho bạn để bạn sẽ tìm cách để mà lấy lại cho. Ôi trời đất ơi, Ngọc hứa luôn những cái trường hợp này là từ cái những cái lừa đảo này mà sẽ là lừa đảo tiếp theo luôn á. Ngọc không tin những cái trường hợp như vậy. Và không phải là Ngọc mất niềm tin gì với ai cả, nhưng mọi người ơi, mình nên cẩn thận, bây giờ nó lừa đảo quá khủng khiếp luôn. Và nếu mà những cái trường hợp như vậy á, nếu mà thật sự là người ta có lòng, có lòng, Ngọc nghĩ là nếu mà có lòng không ạ, thì mọi người cứ thử nhắn tin cho những cái bạn này và coi thử cái cách họ giải quyết như thế nào. Và mọi người ơi, khi mà coi nó cách giải quyết như thế nào mà mình thấy ok thì mình có thể mình tiếp tục mình làm. Mà nó lừa, bắt đầu nó nhắn tin, nó gửi mã OTP hoặc là nó bắt mình sai cái này sai cái kia rồi bắt đầu chuyển tiền này nọ đi nữa cho nó, thì một lần nữa là làm ơn, làm ơn, làm ơn. Bị lừa một lần rồi đừng có để bị lừa lần thứ hai nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều.